Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Vua Hải Tặc. Và hôm qua quả là một ngày may mắn của mình khi mà mình tìm được thêm hai trái quỷ mới nè. Và còn dư ra hai cái rương trái quỷ bằng gỗ luôn. Để mở màn cho ngày hôm nay thì chắc chúng ta sẽ mở rương trái quỷ nha. Hơi đặc biệt một xíu, thường thường thì chuyên mục này chỉ có ở cuối ngày thôi. Nhưng mà hôm nay là chơi lớn á, đầu ngày mình mở luôn. Biết đâu bất ngờ, lỡ ngớ là mình lại có thêm trái quỷ xịn sò để ăn và đi khám phá trong ngày hôm nay á. Rồi, mở liền luôn nhá. Với cái rương đầu tiên. Mình sẽ được trái Ryunomi Model Allosaurus. Ôi, đây là một trái Zoan cổ xưa nè. Đây là trái Zoan thứ hai mà mình sở hữu nè. Allosaurus nghe giống như tên của một loài khủng long vậy ta. Quỷ có khi nào đó là trái quỷ ăn xong mình sẽ biến thành con khủng long không? Ồ, cũng có thể lắm á. Rồi, còn mình còn một cái rương gỗ nữa nè. Để xem cái rương còn lại sẽ cho mình trái gì nha. Rồi luôn, cái trái gì đen thui thui lùi luôn. Đây là trái Mogunomi. Đây là một trái cũng là hệ Zoan luôn. Ai cha cha, qua nay mình có duyên với hệ Zoan hay sao mà mở ra Zoan hơi bị nhiều á. Nhưng mà cái trái Zoan này là Zoan cổ xưa nha. Khá là hấp dẫn đây. Rồi, còn bây giờ thì mình sẽ làm công việc, đó chính là nâng cấp cái dụng cụ lên cái đã. Bữa giờ mình dùng cây cúp bằng sắt cũng một thời gian rồi, nên bây giờ mình muốn nâng lên cúp kim cương đi, để mình còn có thể sử dụng nó và đào hắc diệm thạch nữa. Hôm nay là mình cần khá là nhiều hắc diệm thạch đó. Đi tìm hắc diệm thạch mà còn gặp được cái ngục tối nữa. Ok la luôn. Mình sẽ tiêu diệt mấy thanh niên này ha. Rồi. Ui, ngục tối có gài hơi nghèo nha. Ồ, ngục tối có gài là thấy hơi bị nghèo ấy. Đi ra chỗ khác mấy con này. À, dám giỡn mặt với lọc bò tót. Giỡn mặt với lọc bò tót hả? Rồi. Tới chưa ta? Sao lâu vậy? Hôm bữa mình thấy. À đây thấy rồi. Mình đã thấy được một cái hồ nhung nham rồi. Mình sẽ lấy thật là nhiều hắc diệm thạch mang về để sử dụng vào cái công việc ngày hôm nay ha. Thiệt tình mấy con này rượu mời không muốn uống. Muốn uống rượu phạt hả? Đi chỗ khác. Rồi, lấy hắc diệm thạch về thôi. Rồi, mình đã lấy được một mớ rồi ha. Như đây chắc dùng cũng được một thời gian khá là lâu đây. Mà trước khi lên thì để mình thử nhân phẩm cái đã. Mình đào cái cục này coi. Ủa cái gì vậy? Hình như có gì đó sai đúng không nhờ? Hình như mình mất cái gì đúng không? Hình như mình mất cái ba lô. Ôi trời đất ơi. Ơi, trả tôi cái ba lô. Còn đúng cái nịt. Rồi luôn, cái ba lô để dành đựng mấy cái chiến lợi phẩm khi mà đánh chiếm tàu hải tặc hải quân đồ cũng bị mất nữa trời. Thôi xong rồi, bữa nay có điềm rồi. Có vẻ là hôm nay chúng ta không được may mắn cho lắm rồi. Làm xíu phải lên chế tạo cái ba lô mới nữa. Rồi luôn, không đủ sắt luôn. Ô, không đủ vàng luôn. Thôi, toàn rồi, chiếc này xài ba lô. Ba lô cấp độ thường luôn. Su cà na vậy. Và lý do là mình lấy hắc diệm thạch tại vì mình muốn làm một cái bộ giáp bằng hắc diệm thạch ấy. Nó có công dụng là... mình mặc thử coi nó có làm chậm không. Ôi, có làm chậm. Nó nhiều giáp thiệt nhưng mà nó sẽ gây làm chậm cho mình. Để khắc phục trường hợp làm chậm này, chắc mình sẽ chế tạo một cái kiểu như một cái ổng mới, có công dụng là giúp tăng tốc mình lên mới được, để loại bỏ cái hiệu ứng làm chậm đó ha. Mình sẽ làm cái... Ôi, cái ổng này cũng cần có vàng hả ta. Mình thiếu vàng quá à. Ủa, mình thiếu vàng cực kỳ luôn á. Hình như cái này thì mình làm được nè. Cái này làm bằng sắt nè. Nó cần da đúng không? Da bò. Ôi, mình cũng hết da bò luôn. Ôi, sao giờ cái gì mình cũng thiếu ta. Kỳ ta. Làm hải tặc giết. Mình nghèo gớt mồng tơi rồi. Hải tặc hộ nghèo rồi. Toan thiệt sự. Ví dụ mình làm thêm cái ổn thì nó sẽ làm chậm cấp độ 2 hả? Đúng không? Làm thêm cái ổn ơi. Mặc cái ổn vô nó cũng làm chậm cấp độ 1 hả?
Vậy thôi mình làm thêm cái nón luôn đi. Chắc không sao đâu. Đợi thêm cái nón nữa. Đợi vô. Ồ, tính ra mình được cả một cái set đồ ngon lành cành đào, nhưng mà chỉ bị làm chậm một xíu thôi. Ờ, đánh đổi luôn nha. Chơi lớn luôn. Rồi, còn bây giờ thì chắc mình sẽ test thử trái ác quỷ mới mở trong ngày hôm nay ha. Cái trái Ryunomi Model Allosaurus ha. Trái này chắc là biến thành khủng long hay sao nè. Tên này tên giống khủng long lắm. Và để tăng cái độ nguy hiểm khi mà test trái ác quỷ thì mình sẽ cùng nhau ra khơi luôn nha. Bữa nay chúng ta sẽ đi săn thêm luôn trái ác quỷ nào. Biết đâu bất ngờ trong lúc test trái ác quỷ thì chúng ta lại sở hữu thêm những trái quỷ mới thì sao. Còn bây giờ mình sẽ ăn cái trái Ryunomi này ha. Để xem. Ui, chính xác rồi. Đây là trái ác quỷ biến mình thành khủng long nè. Wow. Ui, đây rồi. Mình đã chính thức trở thành khủng long rồi nè. Wow. Trời ơi. Cực kỳ ngầu luôn. Sợ chưa thanh niên? À, thanh niên này là chuyên gia lăng mạ những thanh niên cướp biển giống như mình nè. Mình sẽ xử lý thanh niên này. Ô, đây là dạng thứ hai à. Sẽ có hai dạng nha. Một dạng là biến thành nguyên con khủng long luôn. Một dạng là kiểu nửa người nửa khủng long á. Mình sẽ tấn công thanh niên này mới được cái tội láo sượt. Dám xúc phạm cướp biển hả? Này thì xúc phạm nè. Wow, kỹ năng của trái quỷ này là xoay mòng mòng được luôn nè. Ô. Còn ở dạng này thì sao? Dạng này là cắn hả? Ờ đúng rồi. Một kỹ năng là xoay mòng mòng, một kỹ năng là cắn cực mạnh ha. Cũng hay phết đấy. Ồ, trái này mình thấy nó cũng tựa cái trái Ushinomi Model Bison mà lần trước mình ăn á. Wow, hay á. Bữa trước là chúng ta đã thấy bò tót kiểu như là chèo thuyền rồi đúng không? Bữa nay là tới khủng long chèo thuyền nè. Coi coi khủng long ngồi thuyền coi có được không nha. Ơ, à, khủng long không ngồi thuyền được à? Ồ. Ôi, ngồi được rồi. Ui. Đây rồi. Ghê chưa? hết bò tới khủng long. Công nhận cái thuyền này xịn thiệt á. Đèo được nguyên con khủng long to đùng luôn. Ui, con cá vô duyên. Ê. Ouch. Con cá vô duyên nó làm mình bị cờ giật rồi. Ui, con cá vô duyên. Rồi luôn, mình bị quay mộng mộng luôn rồi. Con tàu đầu tiên mà chúng ta đánh chiếm trong ngày hôm nay có vẻ là khá là căng thẳng đây. Chưa gì mình thấy hải quân nó đã lấy súng nó bắn mình rồi. Lo thiệt sự ấy. Ui thôi đừng có bắn nữa nào. Bắn cái gì mà nổ đùng đùng ấy. À mấy con giang hồ biển nó ngon là đây ăn thịt người đó. Hôm nay ta thành khủng long rồi đó nha. Không có phải là lọc bò tót hôm qua đâu. À không biết sợ à. Con này tới số rồi. Xoay mòng mòng đi. Người tới số rồi. Bước tiếp theo trong công cuộc chinh phục con tàu này đó chính là đột nhập vào trong ha. Ồ mình mất cái rìu gia truyền rồi. Nãy cái rìu mình bỏ trong cái ba lô bị mất rồi. Trong này bọn chúng chiến đấu căng vậy. Biến thành khủng long trước. Người khủng long trước coi. Chiến đấu là phải dùng tay không luôn. Khi mà mình biến thành khủng long á thì mình được cường hóa sức mạnh khá là nhiều ha. Đòn đánh tay của mình đã có thể nhanh chóng kích liễu được mấy cái tên này rồi nè. Được thiệt sự. Quả thật đây là cái trái ác quỷ mà mình thấy nó tương đối là ổn áp á. Mặc dù kỹ năng của nó thì kiểu không có quá là nhiều vượt trội á. Rồi làm ổ bánh mì coi. Hình như khủng long này ăn chay rồi. Khủng long mà ăn. Khủng long ăn bánh mì. Thiệt tình á. Ồ thêm một cái rương trái quỷ nè. Ok là đấy. Rương gỗ thôi cũng được. Nhưng mà có vẻ là phía trên là có một cái đô đốc hải quân hay sao. Mình nghe tiếng tấn công ghê lắm. Để mình lên trên mình thám thính tình hình thử coi. Coi có phải như vậy không á. Ủa sao không thấy ai hết ta. Nghe đụng đụng mà. À mấy con này láo. Xoay mộng mộng nè. Ui xoay chí mạng cực mạnh luôn. Giỡn mặt. Rồi
Muốn như thế nào? Muốn như thế nào? Ăn thịt. Ăn thịt thanh niên này luôn. Gì đây? What the heck? Ui, mình vừa dùng cái tuyệt chiêu gì mà nó đen thui màn hình luôn vậy? Chết quỷ này sợ vậy. Ui, hồi nãy mình xài cái skill gì đó, nó đen thui màn hình luôn. Nguy hiểm thiệt sự. Thôi thôi, mình phải hạn chế. Quẩy dữ quá. Quẩy dữ quá là nó đen thui màn hình giống như hồi nãy là hơi bị sợ nha. Ủa sao cháy dữ người ta? Mình không hiểu lý do tại sao cái thuyền này lại bị cháy như vậy luôn cơ. Lạ thiệt. Trên thuyền này bắt đầu xuất hiện những cái hiện tượng lạ rồi đó. Ripper hả? Vô mình xoáy Ripper luôn. Xoáy Ripper nè. Cái quỷ này hay thiệt á chứ. Đi ra chỗ khác. Ra chỗ khác nha. Ờ, và cái tàu này chủ yếu thì có đồ ăn thôi à. Được có mỗi cái rương trái quỷ là mình thấy xịn thôi. Còn cái bản đồ kho báu này thì ờ, chắc mình sẽ đi tìm thử luôn á. Để xem coi nó sẽ cho mình cái kho báu gì ha. Có vẻ là mình đang đi đúng hướng rồi nè. Được, 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 let's go, let's go. Hy vọng là kho báu lần này sẽ cho mình thật là nhiều đồ tốt ha. Mình cũng đang rất là muốn kiếm thêm những cái món đồ tốt để phục vụ vô cái công việc chinh phục kho báu của mình. Oh. Khoan. Dừng khoảng chừng là vài giây. Trước mặt mình đang là một cái tàu kiểu như là con tàu ma. Mình thích những con tàu này. Vô vô, thời mình tới. Chưa, để mình biến về dạng người trước đã. Ê, không có cái lấy súng ra bắn tầm bậy nha. Mình không thích mấy thanh niên mà hở ra là lấy súng bắn nha. Chưa. Mình phải set up cái chỗ lên của mình cái đã. Rồi, ê, bậy rồi fan. Không, ê, không có bắn ẩu nào. No. Rồi, để tôi biến hình cái đi rồi muốn bắn gì đó bắn. Để mình biến hình xong muốn bắn cái nào mình cũng cho hết á. Rồi, xoay mong mong. Đừng có đùa với lọc khủng long nha. Đi chỗ khác mà thiệt. À, còn thanh niên nào bắn. À, con xương này. Láo tét hả? Con xương láo tét. Mình định xoay mòng mòng cho nó xỉu á. Nhưng mà thôi, dùng kiếm thôi cũng được. Rồi. Ồ, nhưng mà cái đặc trưng của cái con tàu ma này là thường là khá là nghèo ha. Kiểu như nó bị đánh bão hay sao, bị bão đánh chìm rồi nó khá là nghèo luôn. Đồ đạc mất hết rồi. Ui, thanh niên này tay to mặt bự nè. Tay to mặt bự hả? Lâu lâu có mấy cái bát súp thôi. Ui, cẩn thận. Còn đồ còn lại mình thấy khá là bình thường á. Để mình ăn bát súp thử nhân vận may coi. Ủa, cho hiệu ứng gì vậy? Hình như bát súp cho mình khả năng hồi phục máu hay sao á. Rương này vẫn là súp. Hình như làm cướp biển khoái ăn súp hay sao ấy nhờ. Đằng xa xa vẫn còn con thuyền nữa cơ. Thôi chắc mình ghé qua chơi thôi. Rồi chúng ta đi tiếp ha. Tại đang trên đường tìm cái kho báu nè. Cũng gần lắm rồi, kế bên rồi. Ý? Really? Ở đây nó có cái đảo gì mà nó có cái cây gì nữa. Cái đảo này lạ nha. Khoan, đảo hải tặc chăng? Ui, ở đây có màn đỏ súng với cung tên nè. Ai sẽ là người chiến thắng? Rồi luôn, thanh niên này ỉ có súng rồi ăn hiếp hả? Ôi trời, nó bắn mình luôn cơ. Nguy hiểm vậy? Đối tượng nguy hiểm. Trời đất ơi, lấy súng bắn mình luôn chứ. Ui, cháy. Tự nhiên ở một cái đảo hoang như vậy mà có cái cây to đùng nhìn cũng lạ ha. Khá là đặc biệt luôn. Mà trên đây thì có rất là nhiều hải tặc cũng như là hải quân đang chiến đấu với nhau nữa cơ. Hỗn chiến. Mình sẽ vô tham chiến ké. Đi cá ếch hàng. Mình đi cá ếch hàng á. Ngoài ra thì nó còn có một cái con thuyền bể ở phía bên này nữa. Wow, hay vậy. Để mình coi có thêm bản đồ kho báu không. Và cái kho báu này nó cũng khá là gần mình rồi. Nó nằm đâu đó ở phía bên kia của hòn đảo. Nên mình cũng thông thả mà khám phá thôi. Không có gì phải vội hết. Ngọc lục bảo rồi các thứ rồi ha. Dưới này chắc cũng sẽ còn thêm một cái rương nữa nè. Chính xác là như vậy rồi. Không có thêm bản đồ kho báu rồi.
Sơ qua con thuyền cũng được 2 cái rương. À không, chính xác hơn là 3 cái rương lận. Có. À, cái bản đồ nó giấu tít ở cái rương này lận. Ui, cái kho báu này kế bên cái thuyền luôn à. Phải không? Ơ kìa. Kho báu kế bên cái thuyền luôn. Vậy thì tốt quá. Và ui, trong rương kho báu cũng có trái ác quỷ nữa à. Ui, cái này mới nè. Được nha, ghi nhận nha. Vậy là ngoài những cái tàu hải tặc hải quân mà mình có thể tìm được rương trái quỷ, thì trong những cái kho báu mình vẫn có thể có cơ hội đó nha. Vậy chắc mai mốt mình phải chăm chỉ đi săn kho báu, bản đồ kho báu mới được. Rồi, cái kho báu này thì mình đã khám phá rồi, mình sẽ vứt đi. Còn cái bên đây là mình chưa nè. Để xem. Nhưng mà cái bên này thì hơi căng nha, tại vì nó ở dưới nước lận á. Nên mình sẽ dùng biện pháp gián tiếp để chúng ta có thể lấy được kho báu mới được. Mình chịu khó mình... Cái gì đó? Cái tên đội trưởng hải quân nói với mình là... Ngươi hãy đầu hàng. Và đừng có hòng mà đòi chạy. Đầu hàng ngay bây giờ. Có ngon xuống đây mà solo nha. Bữa nay là lọc hơi bị nóng nha. Mới ăn trái quỷ khủng long là hơi bị sung ấy. Đừng có đùa. Không biết mình đào có đúng hướng không nữa nè. Mình đào vẫn chưa cái lối để một xíu nhỏ mà nước nó tràn vô mình còn chạy nha. Đây, nó đào trước mặt nè. Hy vọng là đúng. Nhưng mà có vẻ là mình đào hơi cao rồi. Có nước tràn. Thường thì kho báu nó không có nằm ở mức đó đâu. Thì ra nó trốn tít ở ngoài kia lận à. Ok. Và xem nào. Kho báu lần này thì có vẻ nhiều kim cương và ngọc lục bảo hơn. Nhưng mà nó không có rương trái quỷ cho mình rồi. Đâu, thanh niên nào nãy mới dọa mình đâu. Thanh niên nào? Đây à, phải không? Không phải mấy thanh niên này. Thanh niên nào nãy mới dọa mình nhờ. Ui, có thanh niên bắn đạn độc, đạn khói độc. No. Ui, chơi mà bắn đạn khói độc là mình thấy ẩu rồi đó. Chơi là chơi fair play nào, không chơi bắn đạn khói độc nào. Đâu rồi nhờ? Đâu rồi? Đây, chính là thanh niên này, không ai khác hết á. Chơi mà bắn đạn khói độc. Biết nguy hiểm lắm không? Nhỡ hết khói độc rồi lăn đùng ra xỉu rồi sao? Ui, trời ơi, đây là trận BK giữa ba thanh niên. À, căng đét á nha. Để mình vô mình giải quyết cho. Công nhận mình mạnh thiệt sự á. Quá ghê gớm luôn. Rồi, còn giờ thì mình muốn khám phá cái cây này, coi bên trong nó có gì nè. Nghi lắm. Trong đây có cái nịt luôn. Ẩn trọng không có cái gì hết á. Chắc tại mình đa nghi quá thôi. Ok, còn bây giờ thì chắc mình sẽ tiếp tục lên đường. Cái hành trình đi săn kho báu cũng như là trải nghiệm sức mạnh của trái quỷ Ryugyu Nomi này ha. Đi chỗ khác nha, chỗ người ta đi nha. Dám láo tét. Xoay mông mông. Giỡn mặt hả? Khủng long ăn thịt hả ta? Rồi, đủ rồi, đi thôi. Sẵn tiện mình sẽ ghé qua cái tàu này, coi cái tàu này là tàu của ai nha. Nghe tiếng dân làng. Đúng không? Ủa, nghe tiếng dân làng mà không thấy dân làng đâu hết. Hảo thật. Ủa sao mình nghe cứ nghe tiếng dân làng nhờ? Có núp như này không? Có không vậy? Không hề có. Ủa, mình nghe tiếng dân làng ở đâu ta? Ui, thôi xong rồi, mình đi săn kho báu quá, 180 phút bị lát rồi. À, đây nè, có mà. Bảo sao mình nghe tiếng nè. Ui, nhưng mà dân làng này bảo đảm là ha, bán hàng cắt cổ nè. Nghĩ sao có 3 cục len mà bán người ta 36 ngọc lục bảo. Mà uống thuốc tàng hình nữa. Thả xuống nước cho cá mập ăn thịt luôn. Đâu rồi? Thanh niên đó đâu rồi? Lọt dưới chưa ta? Thanh niên nó tàng hình nên mình không có thấy được. Cây thiệt sự. Hèn gì mình cứ nghe tiếng ò ò ò ò cái bên à.
Tao tàu hải quân nào cũng bất ổn mấy ta. Ấn chổng lục đục hay sao mà bắn nổ ình thì xèo chổng kìa. Ê, hai cái tàu cái bên luôn. Ồ, chiến này mình trúng mánh rồi. Thơm thơm thơm. Giờ thì đột nhập vô cái tầng chứa rương trước cái đã. Rồi sau đó quẩy thôi. Xoáy mong mong. Xoay cực mạnh luôn. Càng ngày thì mình càng thích cái trái quỷ này nha. Đã thiệt chợ. Tiếp tục là xoay mong mong nè. Xoay mong mong. Ăn thịt con xương này luôn. Rồi cho mình thư tri nã. Rượu sake các thứ đâu nè. Lượm hết lượm hết. Ê, hình như mình thấy cái con gì đó. Ôi đó là con Reaper đột biến. Ôi trời đất. Ê bình tĩnh anh bạn ơi. Ây da, nó cắn mình. Ui. Reaper láo thiệt chứ. Mình cần lướt cái rương trước đó. Ôi cái rương này không có trái quỷ. Thôi xong được rồi. Mình sẽ ăn thịt con Reaper này luôn. Trận đấu giữa Reaper và khủng long. Để xem coi ai sẽ chiến thắng nha. Reaper, mình sẽ kêu khủng long ăn. Ui nó nổ. Chạy đi. Cái kết của trận chiến là mình và nó cùng đi đai luôn nha. Nó cay thiệt. Khi mà nó chết á là nó sẽ tạo ra một cái vụ nổ và nó hút mình vô ha. Mình không thể chạy thoát cái vụ nổ đó luôn. Bực thiệt chứ. Để mình coi cái tiền tri nã mới của mình là bao nhiêu nha. Có vẻ mức tri nã cũ của mình đã hết rồi. Ui, mức tri nã mới của mình tăng gấp đôi. Mình đã lên mức tri nã 10.000 Belly rồi. Wow. Càng ngày thì mình càng bị tri nã cao nha. Phải đây. Chứng tỏ sức mạnh mình đã tăng đáng kể rồi. Được thật sự. Nhưng mà mình mới bị Reaper nó nó nổ banh xác rồi. Mà được cái là biết sao không. Ui gì đây. Mới trở lại mà. Xoay mòng mòng nè. Mà được cái á là con Reaper nó để lại cái trứng kìa. Được ta. Mình sẽ lấy cái trứng này về luôn á. Mình nghĩ là nên vậy. Ôi cái trứng đó mình đụng vô là nó sẽ phát nổ luôn. Rồi chưa kịp lấy trứng Reaper về nữa. Tại mấy thanh niên này không á. Đi vô cái. Biến thành khủng long mình ăn thịt nó tiếp. Ôi mình bị mắc kẹt rồi. Oh no. Ôi biến mình. Cày thế nhờ. Hết bị Reaper nổ chết. Giờ biến thành khủng long xong mắc kẹt vô cái thuyền chết. Hai mạng chết của mình nó lãng xẹt gì ta. Ông một mà cái tàu này quá trời bất ổn rồi. Mình nghĩ mình nên té qua cái tàu kế bên thôi. Từ từ không vội. Từ từ mà xử lý thôi. Cái tàu này hy vọng là sẽ đỡ bất ổn hơn nha. Mình chỉ mong là đừng có con Reaper đột biến trong trọng thôi. Quánh nhau với con đó nguy hiểm quá. Không chơi nữa, nghỉ chơi với nó đi. Rồi. Con tàu này thì sao? Tới căn phòng chứa rương rồi nè. Vô biến hình nào. Tiếp tục xoay mòng mòng. Đi ra chỗ khác với con kia. Reaper đi ra chỗ khác. Ui nó quýnh hồi đồng anh. Mấy con này láo thiệt. Nhưng mà may là bây giờ mình đã biến thành dạng khủng long á, nên sức mạnh của mình cũng tăng đáng kể rồi. Đó. Không sợ ha. Ủa nhưng mà khoan. Ủa tức là cái tàu này mình từng khám phá rồi hả. Oh man, cái thuyền này mình từng khám phá rồi. Rồi luôn. Người nhà quê thiệt sự. Ok. Sau cú quê cực mạnh vừa rồi thì mình quyết định rồi. Mình đi về. Còn gì đâu mà quê hơn nữa. Và cái khẩu đại bác mình nhặt được thì chắc mình sẽ gắn ở đâu để trang trí cho cái nhà mình nó đẹp hơn ta. Cái này mình có thể trang trí xung quanh á, để nhìn cho cái nhà mình nó giống như một cái căn cứ phòng ngự hơn á. Đó, có đại bác hướng về hướng bên này luôn nè. Nghe đồn là cái đại bác này mình có thể nạp đạn vô và bắn được á. Mình có đạn nè, nạp vô thử coi. Coi có bắn được không. Đó, mình nạp vô nữa. Chắc là mình phải cần có một cái nút hoặc là cái cần gạt gì đó.
một cái cần gạt, lắp xuống như này, lắp vô luôn. Oh man, không bắn được. What the heck? Oh, lạ nhờ. Hay là phải có redstone nó mới chịu bắn. Hay là phải lắp dưới này, nạp canon vô được á. Ô, trong đây nó còn đạn nè, mà mình không thấy nó bắn ra. Ủa, cơ chế hoạt động của cái khẩu đại bác này là sao ta? Đạn thì nạp vô rồi mà không cho người ta bắn. Cái này lại tiếp tục phải nghiên cứu rồi. Nhưng mà không sao, giờ tạm thời gác qua cái chuyện đại bác đi. Mình sẽ tiến hành chế tạo những cái chìa khóa, tại vì mình vừa có thêm hai cái rương trái quỷ mới. Bữa nay mình cảm giác mình khá là may mắn á, thế nên mình sẽ mở thêm hai cái rương nữa, để xem coi lần này mình có tiếp tục may mắn hay không. Biết đâu bất ngờ. Mở ra. Ôi, cho mình rút lại lời nói nha, mình không may mắn lắm đâu. Mình hơi bị su cà na luôn á. Mà chắc su một lần thôi, đâu có su hoài được. Đấy rồi. Gá cho mình một trái mới. Cái trái Goe Goe Nomi ha. Đây là một trái hệ Paramecia tiếp theo. Ok. Coi như chuyến đi này cũng hơi công cốc rồi. Đã vậy còn hết vàng nữa chứ, bực mình thiệt. Thôi, đợi mình xíu, để mình đi đào vàng cái đã. Quá trời quá đất rồi. Không hiểu sao cái quặng lưu huỳnh ở đây nhiều cực nhá. Trong khi mình không cần lưu huỳnh mà cứ cho mình lưu huỳnh thôi. Ôi, coi nó có làm được cái công thức gì không ta. Mà sao nó xuất hiện nhiều dữ không biết nữa. Chả hiểu. Và cạnh đây còn có Tony, Tony Chopper. Đây là thành viên trong băng của Luffy nè. Ôi, xịn gì ta. Mình có ẩm về nhà được không? Để coi coi mình ẩm về nhà được không. Mình ẩm Chopper được rồi luôn. Thôi thì bữa nay mình sẽ tạm gác cái chuyến đi mai của mình lại, để mình ẩm Chopper về nhà. Chuyến đi này có vẻ bội thu rồi. Đây rồi, cuối cùng cũng bay về tới nhà. Mình sẽ cho xuống đây xíu nữa. Rồi, thành công. Mình đã thành công ẩm Chopper về nhà rồi á. Quá là đã luôn. Công việc kế tiếp là mình sẽ đặt tên cho Chopper thêm một lần nữa, cho chắc cú ha. Kẻo Chopper biến mất nữa thì buồn lắm. Rồi, bây giờ đã có tên Chopper rồi, hy vọng là sẽ không có biến mất nha. Ui, nhìn dễ thương chưa kìa. Trong đây còn có cái nón của Chopper hay sao á. Chính xác rồi, có nón của Chopper nè. Nhưng mà nón này thì hiện tại mình chưa có sở hữu, phải mình có, mình đội nón cặp với Chopper cũng ok á. Wow, được thiệt sự. Giờ thì để mình tranh thủ mình nấu mấy cái vàng mình đào được đi. Ủa? What? Từ khi có Chopper về nhà mình không ngủ được. Ui, có lẽ nào Chopper mà mình mày quýnh Chopper là Chopper sẽ quýnh mình á. Nếu không thì tại sao lại không cho mình ngủ ta? Ủa, kỳ vậy. Vậy là mai mốt mình phải ngủ ở bên ngoài nè. Oh man. Ơ, mà Chopper có đi ra ngoài được không vậy? Mình thấy Chopper nhỏ nhỏ gì, có khi nào chui lọt qua cái khe này là mệt đó nha. Thôi, ở nhà đi, ở nhà đi. Đừng có đi mất, để mình gán tìm Luffy mình ẩm về đây luôn. Nếu có thể. Trong lúc chờ đợi nó nung khoáng sản ra thì tại sao chúng ta không đi test thêm trái quỷ nha. Rồi, sau khi đi một lúc thì mình cũng đã tìm được một cái nơi lý tưởng để chúng ta có thể test cái trái ác quỷ Niku Niku Nomi này rồi. Giờ thì mình sẽ ăn vào. Với năng lực của trái này thì kỹ năng đầu tiên chúng ta sẽ hồi rất là nhanh. Mình sẽ chưởng ra. Uầy, cái cú chưởng của mình hồi rất là nhanh nha. Uầy, mới dạ, nó còn đẩy cái địch văng rất là xa nè. Kỹ năng này vui nè. Tiếp theo là kỹ năng tiếp theo có vẻ là mình phải đánh lên cái địch thì mới có thể thấy được cái công dụng của nó. Mà ở đây mình không thấy cướp biển hay là hải quân gì hết. Ôi, đây rồi.
Vừa nói mình sẽ test thử kỹ năng thứ hai này ha. Ôi, ôi đâu mất tiêu rồi. Ô, mình đấm một cái thanh niên này văng mất tiêu luôn nè. Rồi luôn, kỹ năng này đấm một cái là đăng xuất khỏi khỏi trái đất luôn. Ghê thiệt. Quá ghê gớm á. Rồi còn kỹ năng thứ ba thì sao? Hết có mục tiêu rồi. Mỗi khi á, mình yếu yếu là cực kỳ đông hải tặc với hai quân vây quanh mình nha. Bây giờ mình hơi mạnh mạnh một tí là bắt đầu bọn chúng rén hay sao rồi. Ủa chắc vậy rồi, giờ lâu lâu mới có xuất hiện vài tên à. Kỹ năng thứ ba coi. À, kỹ năng thứ ba là mình sẽ trưởng liên hoàn á. Nó giống như kỹ năng thứ nhất nhưng mà nó sẽ trưởng với nhiều cái nắm đấm hơn. Nhưng mà cái tỷ lệ trúng của nó khá là thấp nha. Kiểu nó không được chính xác cho lắm. Mình thấy vậy. Kỹ năng thứ nhất với kỹ năng thứ hai là mình thấy ok nè. Và kỹ năng thứ tư. Kỹ năng thứ tư này mình sẽ tạo ra một cái chân đệm khá là to trên đầu mình á. Ui hình như đang giận sức hay sao á. Đúng rồi. Trời. Mình nén nó nhỏ lại rồi xong mình trưởng ra nó to đùng luôn nè. Mình sẽ nhắm thẳng vô cái đám hải quân này mình tấn công á. Thử nào. Ui, mạnh cực kỳ. Trời, như mình dự đoán nha, kỹ năng này có thể one shot cả đống tên hải quân trong cùng một lúc luôn. Mình nghĩ những cái đội trưởng hải quân mà đứng chịu một cái đòn này trực diện thì chắc cũng sẽ bị đánh bại đó. Và vẫn còn hai trái quỷ còn lại, đó chính là trái Goe Goe no Mi. Cái trái này có vẻ là một trái liên quan tới nốt nhạc nè. À, wow. Kỹ năng đầu tiên thôi mà nó tạo ra một cái vụ nổ to vậy. Ở đây có một cái thanh niên đội trưởng hải quân mà đi lạc ngoài này nè. Láo tét hả? Bật kỹ năng thứ hai của mình luôn. Kỹ năng thứ hai là mình sẽ tấn công theo hình vòng tròn á, cũng khá là mạnh á. Thấy cái trái này đơn giản vậy thôi nhưng mà cũng mạnh phết. Còn trái Mogu thì sao? Mogu thì mình sẽ biến thành giống như là cái con gì mà đào đất nè ta. Kiểu mình sẽ có thể đào đất hay sao á. Mình biến thành nè. Biến hình rồi. Được, nhìn trong bóng tối nè. Đào nhanh. Wow. Mình bật kỹ năng thứ ba lên là mình có thể đào rất là nhanh ở dưới lòng đất á. Ngoài ra khi đào thì cũng có thể gây sát thương cho những cái kẻ địch ở trong cái phạm vi đào nha. Cũng tương đối ổn. Và đòn tấn công thì sao? Đòn tấn công chủ yếu là gây đẩy lùi thôi chứ sát thương cũng không quá mạnh á. Nói chung thì mình đánh giá cái kỹ năng này ở mức bình thường thôi. Và qua màn test trái quỷ đó thì các bạn thấy ấn tượng nhất trái quỷ nào trong ngày hôm nay? Quả thật hôm nay mình khá là may mắn khi mà mở ra được một trái ác quỷ Zoan cổ xưa ha. Ryu no Mi model Allosaurus. Biến thành khủng long thì có thể nói là cực kỳ mạnh luôn. Sắp tới mình mà học được mấy cái haki vũ trang rồi mình bao bọc toàn cơ thể thì ôi giời ơi, hơi bị trâu luôn đó nha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái hành trình kế tiếp của mình ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.